Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách cắt cái mẫu váy như ở trong hình. Và đầm váy thì các bạn nhớ là mỗi một cái bài hướng dẫn mình sẽ dùng công thức cơ bản của đầm hoặc áo gì đó mình sử dụng luôn. Cho nên các bạn sẽ cắt dập đầm cơ bản theo mình hướng dẫn. Các bạn nhớ là khi mà các bạn cắt theo đầm của mình thì các bạn phải cắt được cái form đầm chuẩn cơ bản của các bạn theo số đo, sau đó các bạn sẽ áp dụng vào cái bài viết mà mình hướng dẫn như thế này thì các bạn sẽ làm ra được một sản phẩm nó giống như của mình nhé. Còn nếu mà ví dụ như các bạn cắt một sản phẩm nào đó mà nó theo công thức của người khác thì đôi khi các bạn cắt nó vẫn ra nhưng mà nó có thể khác đi một tí, bởi vì công thức của các bạn liệu nó có giống công thức của mình không thì cái đấy là mình không biết các bạn nhé. Vì vậy cho nên các bạn nếu mà có theo cái công thức của mình thì các bạn phải theo đập cơ bản của mình, sau đó các bạn sẽ cắt theo mình thì nó chuẩn hơn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cắt. Để cắt được thì trong cái đầm này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn như sau. Đây là phần thân trước và đây là phần thân sau của phần đầm ở phía trên. Và cái phần đầm ở phía trên thì tùy theo người nhé. Ví dụ như chúng ta thấp thì chúng ta sẽ lấy từ trên cái đầu vai này xuống dưới phần rã ngang này là ít. Còn nếu mà cao thì chúng ta sẽ lấy dài. Cho nên chúng ta cứ cắt theo đập đầm cơ bản. Vậy thì từ trên cái đầu vai này đó, mình lấy xuống dưới đây là khoảng 39cm là cái phần mình sẽ rã ra để cho làm phần nhúm ở phía trên. Còn phần dưới á, dưới tùng váy thì các bạn sẽ lấy phần phía dưới. Và tùng váy của các bạn ấy thì các bạn nhìn cho mình nhá. Ở cái phần hướng dẫn đầm này mình chỉ hướng dẫn cho các bạn lấy cái phần ở phía trên thôi. Còn cái phần phía dưới nó rất là dễ. Thì mình hướng dẫn qua cái phần phía dưới trước cho các bạn, để các bạn sẽ biết làm trước cái phần ở phía dưới nhé. Ví dụ cái phần phía dưới thì các bạn nhìn cho mình như thế này. Nếu mà cái phần đây là phần thân trước này. Đây, phần thân trước đây. Phần thân trước đây các bạn nhé. Đó, thì đây là phần thân trước nó được nối ở phía dưới mông. Thì từ đây này, chúng ta sẽ rã nó ra vào cái phần phía trên để xoay phần phía trên. Còn phần phía dưới này, từ dưới đây, chúng ta sẽ đánh xuống mông. Và phần dưới các bạn chỉ cần cắt cái phần này, mông của các bạn đánh xuống đây. Sau đó các bạn đánh bay xòe A ra cho mình thì nó sẽ ra phần ở phía dưới. Đấy là phần lót các bạn nhé. Phần lót, lót ở phía trong ấy, tức là các bạn sẽ cắt phần dưới như thế này cho mình. Nên mình sẽ cắt mẫu cho các bạn coi. Đó. Đây, các bạn hình dung ra cho mình là từ cái phần các bạn xem lại cái này cho mình nhá. Đây, sau khi mà chúng ta rã phần phía trên ra và phía dưới ra thì đây là phần ngang mông này, thì mình chỉ cắt có ngang mông thôi, sau đó mình thả nó ra như thế này thì để cho các bạn hình dung được. Thì các bạn nhớ cho mình nào, đây là cái phần nho nhỏ này mình sẽ cắt hình cái váy. Thì các bạn chỉ cần lấy cái phần từ ngang mông. Ngang mông tức là từ cái điểm này này. Đó, các bạn đánh xòe bay ra thành hình chữ A cho mình. Thì đây chính là cái lót ở phía bên trong. Tiếp đến cái phần dưới này, khi mà các bạn có ly đây này, các bạn sẽ thu ly vào như thế này. Các bạn may ly vào như thế này. Và cái vải dập ly ấy thì các bạn chỉ cần làm cho mình như sau. Dùng vải dập ly các bạn đạp giữ trước một đường để cho những cái dập ly ấy, nó dập hết vào như thế này. Nó sẽ không bị bung ra. Sau đó chúng ta sẽ may hết cái phần dập ly vào đây. Thì nó sẽ là cái phần ở phía ngoài chính là phần dập ly. Còn phía ở trong nó chính là một miếng lót, chỉ đơn giản như thế này. Có như vậy là chúng ta xong cái phần tùng phía dưới. Cái váy này thì cái tùng phía dưới không có gì để bàn, cho nên các bạn chỉ cần làm như vậy là các bạn biết may nhá. Đó, và cái phần đương nhiên là cái phần của thân sau cũng vậy, thì cũng được rã từ phần đây. Các bạn nhìn cái phần thân sau, các bạn cũng được rã phần dưới này ra như thế này. Thì sau khi rã xong các bạn cũng cắt cái phần tùng dưới xòe A ra như phần thân trước cho mình như thế này. Đây. Đó. Thì là chúng ta sẽ có phần thân trước và phần thân sau. Và nhớ là phần thân sau thì chúng ta, nếu chúng ta may khóa đằng sau ấy thì chúng ta sẽ xẻ một đoạn ở phần tùng váy ra để chúng ta đưa khóa xuống ngang cái đường dưới này. Còn nếu mà các bạn cho khóa sườn ấy thì cái phần sau này chúng ta cho liền luôn, không cần phải cho khóa. Đấy. Vậy thì bây giờ
các bạn sẽ làm cái phần thân cho mình. Để cắt được cái phần thân này, các bạn lưu ý cho mình là một cái phần thân trước, một phần thân sau. Và trong cái phần thân trước, các bạn sẽ sang cho mình một cái phần rập mà nó có cái phần rập thân trước như thế này. Đó, và phần rập thân trước ở đây chúng ta có thêm một phần rập thân trước nữa. Cộng thêm cái phần này là 3 cm cho mình. Và các bạn để sẵn ở đấy. Sau đó chúng ta sẽ làm rập. Các bạn nhớ cho mình là với cái rập đầm này á, nó rất nhiều cái, nó không khó may, nhưng nó nhiều cái mảnh nắp ghép vào. Bởi vì đây là đầm thiết kế, tức là nó có nhiều mảnh gấp vào với nhau. Cái thân thì nó có 3 lớp thân thì nó thành một cái đầm. Cho nên các bạn lưu ý nhé. Ở chúng ta sẽ cắt vào cái phần váy thì áo váy ở phía trên. Đây là một cái áo sát nách. Vì vậy đây là cái rập cơ bản thì sát nách ấy, các bạn sẽ tùy theo các bạn thích nách của nó sâu hay nông. Sâu hay nông hay cạn như thế nào? Có nghĩa là ví dụ đầu vai này các bạn có thể vào cho mình 2-3 cm. Thì nó vào bao nhiêu, những cái này các bạn có thể tùy ý các bạn làm nhé. Các bạn thích nó bao nhiêu thì các bạn vào bấy nhiêu. Ví dụ các bạn vào nhiều á, thì tức là cái phần vai này là còn sẽ còn ít. Còn nếu mà các bạn vào mà vào ít thì cái phần bản vai này nó sẽ còn nhiều. Vậy thì bạn nào thích nó bản vai nhỏ thì nó sẽ hở nhiều hơn. Thì đấy là do các bạn. Vậy thì khi mà mình cắt á, thì với áo sát nách như thế này, các bạn có thể dùng luôn cái phần nách này. Các bạn đi lên phía trên làm phần sườn luôn cũng được. Còn như mình sẽ đánh thêm cho nó xuống 1 cm. Đó. Sau đó là mình sẽ đánh cong đều nó lên phía trên. Thì ví dụ như nếu mà đánh ở phía ngoài này này, thì các bạn cũng phải đánh cho nó xuôi như thế này lên cho mình. Đấy. Còn mình đánh ở phía trong này thì mình cũng đánh dần lên. Đó. Vậy thì tùy các bạn nhé. Các bạn nhìn này, nếu mà đánh ở phía cái sườn trên này, các bạn đánh vào đây. Còn mình đánh lùi xuống dưới sâu thêm thì mình sẽ đánh vào đây. Bởi vì sao? Bởi vì đây là cái đầm sát nách. Mình có thể làm theo ý của mình. Mình thích nó sâu hay là cạn đều do mình hết. Tiếp đến cái phần ly á, mình sẽ đánh cái ly nó sang bên này. Đó. Thì đây là phần ly mà mình đánh cong. Đó. Đây là phần rã phía thân sau. Thì các bạn sẽ làm cho mình như thế này. Vậy thì khi mà các bạn đánh cái phần thân sau này, thì các bạn sẽ thấy rằng là ở cái phần trên này này, nếu các bạn có vải nó hơi giãn, hoặc là bạn nào tay nghề yếu ấy, các bạn cứ đánh sâu cho mình thêm cái ni ở phía thân sau này, vào khoảng 0,5 ni. Đó. Khi các bạn đánh như thế này thì nó sẽ giảm bớt cái phần phía sau vai cho các bạn. Nó sẽ mo cái phần vai này lại mà nó không bị, khi các bạn mặc nó không bị ngửa cái phần vai nách phía thân sau. Tiếp đến khi mà các bạn mở cắt nó ra rồi ấy, thì nếu mà cái đường này này nó ngắn hơn cái đường phía bên ngoài này, đó, thì chúng ta sẽ bù vào cho nó đủ để cho nó không bị so ne. Thì các bạn có thể bù ở phía dưới này này. Đấy, ví dụ các bạn cứ nắp cho nó bằng vào nhau cho mình. Sau đó còn thiếu bao nhiêu các bạn bù giấy vào. Thì như thế này nhá, mình sẽ cắt cho các bạn coi. Đó, đây là sau khi mình cắt và mình sẽ cắt cái phần ni này ra. Thì đây chính là phần các bạn sẽ đặt nó vào đây. Đó. Sau khi đặt các bạn sẽ nhìn thấy cái đường cong của các bạn như thế này. Thì các bạn sẽ gọt cái phần này đi cho mình.
Đó. Thì các bạn sẽ gọt đi như thế này. Tiếp đến khi mà các bạn ráp cái đường này vào này. Đó. Thì các bạn thấy nó đang hụt. Các bạn, khi các bạn ráp nó vào ở dưới này, nó đang hụt như thế này, thì các bạn sẽ bù giấy vào phần này. Đấy, các bạn thấy đúng không? Tiếp đến cái phần ở phía trên, chúng ta sẽ phải làm như thế nào ạ? Cái phần cổ này này, chúng ta sẽ lấy vào phần cổ. Cổ này của chúng ta sẽ vào khoảng 10 cm. Chúng ta vào từ ngoài này, vào đây là 10 cm. Sau đó chúng ta sẽ lấy xuống. Cái phần lấy xuống này, thì ví dụ đây là cái đường ngang của, đây là cái phần ngang ngực này. Các bạn lấy sâu bao nhiêu tùy các bạn. Các bạn có thể lấy ở phần trên cao này nếu không thích hở. Còn mình đánh sâu xuống đây là do mình muốn cho nó hở nhiều. Bạn nào không thích cho nó hở nhiều có thể đưa lên trên cao, đưa tùy theo các bạn muốn các bạn nhé. Đó, vậy là đây nó sẽ ra phần cổ sau. Phần cổ sau này, nếu mà chúng ta để im như thế này, chúng ta may á, nó sẽ bị dư ở phần phía đầu dây kéo này. Chúng ta sẽ chặt bớt nó đi. Đó, các bạn nhìn cho thật kỹ nhá. Mình sẽ chặt bớt cái phần này đi này, bỏ phần này đi. Đó, để chúng ta tra dây kéo vào ấy, đầu đằng sau này, nó sẽ êm và không bị dư. Chúng ta cắt đi. Rồi, đây là phần thân sau. Đấy. Và các bạn nhớ là phần thân sau này nó là x2 của phía ngoài. Chúng ta sẽ cắt là cộng x2 của phía trong, tức là chúng ta đánh dấu lớp ngoài. Sau đó chúng ta sẽ cắt vào lớp trong. Vậy là tổng cộng thân sau phải có 4 miếng như thế này. 4 miếng như thế này nhá. Là cả một cái thân sau. Vậy khi chúng ta rã cái phần này ra này, tách rời nó ra, tức là 1 thành 2 miếng, thì tổng cái phần thân sau này sẽ là 8 miếng khi ráp vào với nhau. Các bạn hình dung nhá. Sau khi xong phần thân sau thì chúng ta sẽ lấy phần thân trước. Ở phần thân trước này thì các bạn cũng nhớ cho mình là cái phần thân sau của các bạn, các bạn đánh đây này. Các bạn lấy cái phần cổ của thân sau này, các bạn sẽ lấy vào thân trước này. Thân sau chúng ta lấy vào, thân trước chúng ta lấy bao nhiêu thì thân sau chúng ta sẽ lấy vào bấy nhiêu. Kể cả cái đầu vai cũng vậy, nếu chúng ta lấy vào bao nhiêu chúng ta lấy vào bấy nhiêu. Còn nếu không chúng ta sẽ dùng phần thân trước này, chúng ta sẽ lại đánh vào phần thân sau này. Đó, lấy cái vai của thân trước chúng ta, lấy cái vai của thân sau chúng ta đặt vào phần thân trước thì chúng ta sẽ có cái vai bằng nhau. Sau đó là chúng ta lại chỉnh phần thân trước này. Cũng y như thế, với phần thân sau xuống 1 cm thì phần thân trước chúng ta cũng xuống 1 cm. Sau đó là chúng ta sẽ đánh cong phần thân trước này. Sau khi chúng ta kéo ở phần cổ, chúng ta sẽ lấy ngang phần tim ngực ra và kéo xuống. Sau khi chúng ta sẽ đánh cong phần cổ này 1 cm. Đấy. Vậy thì các bạn sẽ thấy là cái phần cổ này chúng ta đánh như thế nào cho nó hài hòa thì chúng ta đánh. Tiếp đến cái phần dưới ni này này, thì đương nhiên là khi mà chúng ta cắt ấy, chúng ta phải biết là cái phần nhúm ở phần giữa ấy, thì phần nhúm có nhiều kiểu khác nhau. Có những cái kiểu nó nhúm ngang cái phần tim ngực, nhưng ở trong cái kiểu này nó lại không nhúm ngang tim ngực mà nó nhúm ngang ở phần chân ấy, phần eo luôn, gần xuống eo luôn. Thì mình sẽ lấy từ trên cái đường trên này này, từ trên vai xuống dưới đây là khoảng 31-32 cm. Thì mình sẽ lấy phần nhúm nằm ở đó. Đấy, phần cổ này nhá. Đấy.
Để cho các bạn dễ nhìn thì mình làm như thế này, thì các bạn sẽ mới các bạn dễ học hơn. Chúng ta đi từng bước thì chúng ta phải học từng bước thì chúng ta sẽ quen. Tiếp đến từ cái phần này này, chúng ta sẽ phải từ phần, đây là phần thân trước của chúng ta. Chúng ta sẽ lấy phần tim ngực này, chúng ta lấy ra ngoài vòng nách này, một cái ni khoảng 1,5 xăng. Cái ni này nó được đi từ 1,2 tới 1,5 xăng để vòng nách của chúng ta nó mo lại, không bị đờ phô vòng nách. Tức là khi chúng ta mặc tay áo thì nó là bình thường, nhưng khi chúng ta không có tay áo thì nó sẽ bị ngửa cái phần vòng nách đó ra. Thì chúng ta sẽ cho ni vào. Kể cả cái phần cổ tim này, một khi nó đã đánh cổ tim xuôi xuống thì các bạn cũng phải thu phần ni này. Nếu các bạn nhớ cho mình, nếu các bạn không thu ni ấy, thì 100% cái cổ này của các bạn mặc lên nó sẽ bị ngửa ra nhá. Đấy, là cái cổ nó không ôm vào ấy. Chúng ta cắt một cái ni như thế này, trượt tiêu hai cái ni hai bên để cho cái phần cổ nó được ôm và vòng nách cũng ôm luôn. Và cái ni bên này cũng bị trượt tiêu luôn này, không nào. Và đương nhiên khi những cái ni này nó bị trượt đi á, thì đương nhiên là nó sẽ bị xoay cái ni sang cái phần giữa để làm xoắn. Vậy nhưng mà muốn xoắn được nó thì các bạn phải làm cho mình một cái thân khác như thế này. Còn cái thân bên này nó chính là một cái thân nằm bên trong của cái phần được xoắn ở phía ngoài. Vậy thì đây, cái phần này nhá. Cái phần này này, đó, các bạn sẽ cắt cho mình một cái tấm y như thế này. Đó. Phần nách hay phần cổ sau khi chúng ta đã ship ni vào, chúng ta phải bù giấy vào để cho nó êm vòng nách cho mình nhá. Tiếp đến, sau khi chúng ta cắt xong phần phía trong của phần thân trước thì chúng ta sẽ đánh là 1 và 2. Bây giờ mình sẽ nói này, cái phần thân sau chúng ta sẽ cắt cho mình là, nếu mà chúng ta tách phần thân sau ra thì 4 hoặc 8 tấm, thì cái phần thân trước cũng vậy, cũng phải là 1, 2 này. Vậy thì là tổng thân trước sẽ có, cái miếng này là miếng gấp đôi này. Đấy, thì nó sẽ một miếng này và hai miếng này. Đấy, thì cứ làm sao mà một thân của chúng ta phải có hai lớp cho mình, đều phải ép keo nhá, các bạn nhớ nhá. Với đầm cúp ngực như thế này, các bạn sẽ phải dùng keo mùng để ép hoàn toàn cái vải von của chúng ta thành cái lớp cứng lên bằng keo mùng cho mình, thì nó mới giữ form của cái áo cái đầm này được nhé. Đó, thì bây giờ các bạn sẽ lấy cái miếng này đây. Sau khi xoay xong thì nó ra cái miếng đó, thì cái miếng ngoài, cái miếng trong này này, thì chúng ta cũng phải xoay. Và chúng ta xoay cái phần ni này. Sau khi phần thân trong của chúng ta xoay được một tấm rồi, thì bây giờ tương tự như cái phần lúc nãy, chúng ta cũng xoay để trượt tiêu những cái ni này đi. Nhưng mà nó ngược lại so với cái phần này, thì cái miếng đây chính là miếng xoắn ở phía bên ngoài. Thì từ trên cái đầu vai này, chúng ta sẽ lấy xuống đây là 31 hoặc 32 cm, là phần vặn xoắn đây, các bạn nhìn thấy không nào. Đấy, thì chúng ta sẽ xoay tất cả cái ni ben đổ ra cái phần phía ngoài này cho mình. Và đây, tùy theo các bạn, nếu chiều cao của các bạn cao có thể lấy 33 cm, và các bạn kẻ ngang một đường sang đây cho mình. Đấy, và từ cái đường trên cổ này này, các bạn có thấy từ đây ra đây là mình cộng thêm một đường 3 cm, thì chúng ta sẽ nối nó xuống dưới này. Đấy, và khi chúng ta nối nó xuống ngang đường xoắn này này, thì chúng ta sẽ đánh cho nó
cong mướt cái đường này cho mình. Đó, khi các bạn đánh cong mướt như thế này, ở trong cái váy ấy, thì mình đánh hơi thẳng thẳng. Các bạn có thể đánh cong nó ra đây cho mình thêm này. Đó, các bạn có thể đánh ra đây cho mình khoảng là 0,3, 0,5 gì đó, để cho nó bầu bầu cái đường này ra cho nó đi các bạn nhé. Tiếp đến các bạn sẽ lấy cho mình cái đường giữa này này. Các bạn đây này, các bạn đó. Bây giờ các bạn hình dung thôi. Đó, bây giờ các bạn sẽ hình dung là có những cái ni ben nó đi ra, đi lên. Muốn được những cái ni ben này thì các bạn sẽ khép hết những cái ni này và nó đổ sang phần ni bên này. Và nhớ là cái đoạn từ đây sang đây là 3 cm, nó sẽ nằm vặn xoắn ở đây, các bạn lưu ý nhá. Và cái đường đây này các bạn sẽ phải rã nó ra, quay lên này, và những cái ni nó được đánh sang bên sườn nữa. Thì có phải một cái ni các bạn sẽ đánh xuống dưới này cho mình, nó có hình cái ni xoắn ra đây đấy. Còn tiếp đến nó sẽ đánh những cái ni ra đây, thì để thu được cái ni thì các bạn cũng phải thu cái phần ni phía này cho mình. Đó, các bạn phải, đây này các bạn nhìn, các bạn phải thu cái phần ni đang nằm ở phía dưới chân ngực này cho mình luôn. Vậy bây giờ chúng ta sẽ thu nhá. Đó. Sau khi thu ly xong thì các bạn sẽ bấm ngang cái đường này ra nhé. Đó. Và khi bấm ngang như thế này, các bạn sẽ bấm từ đầu này, các bạn nuôi vào đây cho mình khoảng 5 ly. Các bạn bấm mở cái đường này ra cho mình. Đó. Khi các bạn bấm mở thế này ra thì nó sẽ bằng. Thì các bạn chỉnh lại vòng cổ và vòng nách cho nó đều đẹp. Sau đó các bạn sẽ đấy, sau khi xong như thế này thì các bạn sẽ thấy là một cái ni này nó sẽ không bao giờ rúm cho nó đều được, hình dung cho các bạn. Bây giờ các bạn sẽ bấm mở cái đường ni này ra. Đó. Rồi chúng ta bấm đường này ra này. Đó, nó ra một cái ni này, thấy không? Tiếp đến chúng ta bấm cái đường này tiếp. Bấm mở nó ra và chúng ta quay ngang đi. Đó, vậy là nó ra mấy cái ly, các bạn cho giấy vào nhé. Đó, sau khi xong cái phần ly thì chúng ta sẽ hình dung ra cái này. Tiếp đến chúng ta bấm nốt cái đường này ra. Chúng ta bấm mở cái đường này ra như thế này. Đó, nó sẽ ra phần một phần tách ni ở phía sườn nữa là xong các bạn nhé. Mở cái phần ni này ra khoảng 2,5 cm các bạn nhé. 2,5 cm. Đó, cái phần đây này các bạn mở ra, đương nhiên là nó dài ra, các bạn sẽ chặt nó đi cho nó vừa. Cắt cái phần dư này đi nhá, miễn làm sao cái đầu này nó vừa được là được. Vậy là xong cái phần ở phía trên này. Rồi xong, bây giờ đến tiếp cái phần bên dưới là cái mảnh này. Các bạn sẽ nối giấy vào cho mình. Mình nối giấy vào đây nhá.
cái miếng này các bạn kẻ một đường chéo xuống dưới đây. Đây này các bạn nhìn cái phần đây là phần eo này, ni eo này. Các bạn cứ lấy từ phần ni eo ra đây từ 1, từ 2, từ 3 cm kẻ một đường ra ngoài đầu này cho mình. Tiếp đến đường số 2 sẽ kẻ ở từ đây lên đây khoảng 1 cho tới 1,5 sang, các bạn nối vào giữa. Còn cái đường tiếp theo này vào cái đầu cuối cùng của cái điểm vào 3 cm, chính là cái đường thẳng này lên, để cho nó trùng với cái đường dưới này. Khi các bạn bẻ sang thì nó vừa với đường ngang. Bây giờ các bạn sẽ bấm này. Đầu tiên các bạn sẽ bấm cái đường này ra. Đó, khi các bạn bấm đường này ra thì các bạn sẽ đặt nó vào đây cho mình. Các bạn đặt nó vào. Đầu vuông góc của nó thì các bạn sẽ lấy cho mình như sau. Cái đường xéo này này, nó sẽ đi theo cái đường kẻ đỏ này nhá, nó đi theo cái đường kẻ ở trên này của các bạn này. Đó, nó sẽ đi như thế này. Và các bạn gắn nó vào đây cho mình. Đó. Trước tiên là chúng ta căn cái đường song song này đi ra đây đã. Đó. Các bạn sẽ mở cái phần này ra. Và các bạn đưa nó nùi sang đây cho mình một xíu. Các bạn mở ra ít thôi nhá, mở nhiều thì nó dư. Rồi, mở ra thì các bạn cũng phải để cho nó khập khiễng như thế này này. Thì tí các bạn đi lên cái phần bắt ni ấy, các bạn bắt ni vào thì nó mới vừa. Còn nếu mà các bạn đánh xuôi nó ra đây thì tí nó sẽ bị dư cái đầu này. Các bạn lưu ý nhá. Rồi cái đầu trên này, nếu các bạn để luôn ra đây, rồi các bạn tính ngang cũng được. Nhưng mà mình để cho các bạn nhìn rõ hơn thì các bạn phải làm như thế này. Đó, thì các bạn sẽ đưa cái đường này ở giữa này, nó sẽ vào đây. Đó, các bạn đặt cái miếng giữa này song song vào đây nhá, nằm vào giữa này. Đó, tiếp đến cái phần đầu đây các bạn cũng đặt đầu vào. Và các bạn đưa ra đây. Để cho các bạn dễ tính thì các bạn cứ tính từ cái khoảng này ra đây cho mình là một khoảng là 13 cm. Các bạn sẽ lấy khoảng này từ 13 cho tới 15 cm. Tiếp đến cái phần này các bạn cũng lấy khoảng từ 13 cho tới 15 cm, tức là từ cái đường trắng sang đây này. Đó, vậy là nó đủ cho chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ phải ngó cái đường này này nhá. Nếu mà chúng ta để một cái đường liền hai cái điểm này bằng với nhau này thì khi chúng ta vặn xoắn vào với nhau ấy, cái đầu này nó sẽ bị giật và nó tức. Cho nên khi mà các bạn đặt cái phần này này, các bạn nhớ nuôi nó ra cách nhau 1 cm cho mình. Các bạn nhớ nhá, cái phần này là phải xong rồi mới nói, nếu không các bạn quên. Đó, khi các bạn để sát vào với nhau như thế này rồi này, thì khi mà muốn cho nó không bị tức. Tức là gì? Khi chúng ta xoắn nó vào như thế này này, rồi chúng ta cuộn cong vào thì cái đầu này sẽ bị thiếu. Cho nên các bạn sẽ phải cắt. Để mình cắt cái đường này. Đó, các bạn sẽ cho vào đây cho mình một mảnh. Cái khoảng này các bạn sẽ lấy 1 cm cách ra cho mình. Còn cái đầu này các bạn không cho nha, các bạn cứ để cho mình đủ. Đó. Và cái đường này cách ra 1 cm này, từ 1 cho tới 1,5 cm, nhưng mà mình lấy 1 cm. Nếu mà các bạn lấy vải giãn thì các bạn không cần, nhưng mà cái vải này nó không giãn, nó bằng von. Các bạn cách ra đây để khi các bạn vặn cho nó chuẩn, nó không bị thiếu. Đó. Vậy là cái rập của chúng ta nó xong rồi nhé. Đấy. Cắt đầu này đi. Đây các bạn nhìn, giờ mình sẽ cuốn cho các bạn coi nhé. Khi mà xong rồi thì cái điểm này các bạn lấy dấu vào với nhau. Nhớ đánh dấu trên vải và các bạn cuộn thế này. Chập nó vào. Đó, sau khi chúng ta cuộn, chúng ta sẽ cuộn nó vào và ráp ngang qua như thế này. Đó, ở trên rập thì nhìn nó vậy thôi, nên vải thì các bạn thấy nó y như trong hình á. Cái phần dưới này chúng ta sẽ đưa ni nó vào vừa với phần thân ở phía trong này. Đây, các bạn nhìn nhá. Ráp tạm nó vào đây đấy nè. Đó, gắn nó vào đây cho các bạn hình dung.
mình sẽ đưa cái phần cổ với phần vai này nó vào với nhau này. Khi mà nó vào với nhau thì nó sẽ vặn xoắn ở cái phần giữa này và đưa sang ngang. Đó, nó vào theo cái phần thân ở phía trong. Vậy là chúng ta phải làm cái phần thân ở phía trong này thật là chuẩn. Sau đó rồi chúng ta xoắn cái này vào nó mới chuẩn các bạn nhé. Vậy là sản phẩm của chúng ta đến đây là xong rồi đấy. Chào tạm biệt tất cả các bạn nhé.